Xin chào mọi người, lâu quá rồi mình không có video mới lên bởi vì mình đang khá là bận biểu với công việc. Thì hôm nay mình sẽ up lên một và không những một và sẽ nhiều video về những cái con đường mình sẽ đi qua. Bởi vì mình nghĩ rằng việc ghi lại những cái con đường này cũng khá là thú vị. Biết đâu chừng sau này mình có thời gian khoảng vài năm nữa, hay là 10 năm nữa, 20 năm nữa mình xem lại thì mình sẽ thấy được 20 năm trước hay là 10 năm trước nó trông như thế này đây và bây giờ nó trông như thế này đây. Đó là lý do tại sao mình làm cái video này và sau này sẽ có những video tương tự nữa. Thì con đường hôm nay chúng ta sẽ đi đó là con đường Nguyễn Văn Quyền, và chúng ta đang đi trên đường cuối con đường Nguyễn Văn Quyền để đi ra đường Huỳnh Tấn Phát. Thì các bạn thấy ở xa xa phía trên kia đó chính là cầu Phú Mỹ. Lát nữa chúng ta sẽ đi dọc hông cầu Phú Mỹ để đi ra đường Huỳnh Tấn Phát. Dọc hông cầu Phú Mỹ, ngay đoạn đường này thì không có đèn đường nên nếu như các bạn đi xe máy vào buổi ban đêm thì cẩn thận, hay là tốt nhất là nên đi hai ba người gì đó nhé. Rồi, chúng ta đã đi đến ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Quỳ và đường Huỳnh Tấn Phát, hay cũng có thể gọi là cái ngã giao, ngã tư giữa Nguyễn Văn Quỳ, Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát. Lúc này, sau khi hết đèn xanh đèn đỏ, chúng ta sẽ quay ngược lại nhé. All I wanna, all I wanna, we are.
hướng về cuối con đường của Nguyễn Văn Quỳ. Thì nếu như các bạn đi cặp phía bên tay trái đi một chút nữa thì các bạn sẽ thấy một con đường dẫn để đi lên để đi lên cầu Phú Mỹ. Trên con đường này có nghĩa là hướng đi về cuối đường Nguyễn Văn Quỳ thì luôn luôn có đèn đường nha các bạn. Rồi chúng ta đang gặp ngay ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Quỳ và đường Cao Trí. Quẹo phải là chúng ta sẽ gặp hàng loạt chung cư lớn như là Zamona, xa xa đường số 7. Rồi như các bạn thấy thì chúng ta đang đi phía sau chiếc xe container, và việc gặp xe công hay là xe đầu kéo như thế này sẽ rất là thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Vì phía cuối con đường Nguyễn Văn Quỳ có cảng rau quả, kho đông lạnh. Và theo thông tin mình biết thì theo kế hoạch khoảng 10-15 năm nữa thì các kho và cảng này sẽ được di dời. Lúc đó sẽ có những cái tòa nhà chung cư. Và dĩ nhiên con đường sẽ tốt hơn, và dĩ nhiên theo đó là giá đất sẽ tăng lên. Rồi chúng ta cũng đang đi dần cuối về phía cuối của con đường Văn Quỳ. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ hứng thú với những video như thế này và tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại nhé. Xin chào.